Assassin. Có hai hôm nay không ta? Không có, có Helion. Khó nhỉ. Thử nha. Thử nhảy đi. Bán mấy con Cavalier này đi. Không liên quan cho lắm, bắt con này đi. Con này đi. Cho thêm con lơ lăng vào tạm đi. Cảm ơn Hoàng Khải đã tặng 35 sao. Trứng rồng nó chỉ ra tướng của hệ rồng đó. Đúng rồi. Tự lâu luôn ý. Chính xác, hôm qua tôi chơi tôi biết rồi. Tôi biết cái vụ mà trứng rồng bây giờ nó chỉ ra rồng rồi. Hyperon Ruiz anh ơi à? Ok, chỉ có những người Gasto mà nói xấu anh tôi thôi à? Chuẩn luôn đấy. Anh cảm ơn Hoàng Khải nha. Đúng rồi, chào kêu anh. Chỉ có những người Gato mới á, nói xấu anh thôi. Những người biết một con người thật của anh không bao giờ nói xấu anh cả. Vì anh mạnh quá tốt. Và 1.8 cũng hay lắm anh ạ, nhiều lồng đèn toàn quái vật tẩm nhau thôi à. Ok bro. Thì đang làm mấy ngày cuối mùa chúng ta cũng phải quay về server rồi chúng ta đánh giữ Elo ấy. Mình đang muốn test trước cái phiên bản này. Ra cần nick cho thêm một hai con nữa đi nhỉ. Ba Forgotten. Ba Forgotten. Attack Dam và Ability Power. Ok, cái mẹ mày luôn. Đéo quan tâm, thứ ta quan tâm không phải là mấy cái đam ghẻ ghét đấy. Đó là con Zyra và con Ash bao giờ nó ra. Nhặt cung bóng tối luôn này anh ơi, đúng rồi em ơi. Cung bóng tối. The holder deal 3% ở maximum dam, S to dam, extra attack. À bị gây. Uầy, con cầm cái cùng đao Huso này hệ bóng tối sẽ bị mất 3% mỗi cái đòn đánh của nó. Nếu cầm huyết kiếm thì ok. Nhưng mà sẽ nhận 8% attack speed mỗi đòn đánh nhá. Cộng nhiều hơn hẳn luôn đấy. Cái này mà stack thì đừng hỏi. Anh mạnh ơi, em đổi ngôn ngữ sang PB bằng tiếng Việt rồi nó bị lỗi chữ các nhà không ạ? Chưa đổi được tiếng Việt em ơi, mấy hôm nữa ấy, khi Riot Games support cái bản dịch bằng tiếng Việt ấy thì chúng ta mới chuyển được ngôn ngữ sang tiếng Việt. Đấy lý do tại sao mà các bạn thấy mình chưa đổi được tiếng Việt. Ngày nào mình cũng thử đổi sang tiếng Việt hết á. Nhưng mà nó chưa đổi được nhá. Anh em khỏi cần phải thử làm gì cả. Tôi có tôi chuột bạch ở đây rồi, anh em khỏi cần phải thử làm gì cả. Tôi test rồi, tôi biết là nó chưa đổi được nên là tôi bảo anh em là đừng có đổi. Hả? Up level đi. Chắc là mình chơi sát thủ hoặc trứng rồng đi. Mai này mình chuyển up level các bạn ạ. Chờ khi nào mà ra con Azira gì đấy thì ok. Bốn mươi lăm phần trăm bonus dam nếu mà ít hơn 1100 máu nhưng mà lại gây 20% dam ít hơn so với bình thường. Ôi, off nó lởm thế nhở. Không cần tiền. Không cần tiền luôn. Đồ chơi sát thủ cũng bình thường, cũng tạm tạm thôi. Xem kênh này tím ghê các ông ạ, không đặt niềm tin nhầm chỗ rồi á. Ôi giời ơi, kênh mẹ mày dịch chỉ chuẩn. Kênh 9.io dịch lại chả chuẩn. Đã vừa dịch sai cho anh em chưa? Ôi giời ơi, ACU mà can thì xem, lời đâu được ai. Cho con Aster đấy mọi người ơi. Con Aster cầm giáp lởm hãy lìn ra các bạn ạ. Đủ con mẹ. Aster cầm giáp đó là fucking lởm luôn. Các bạn nhường cho mình là đúng rồi. Để mình. Mạnh trứng rồng. Mic mờ cam rẻ của anh ơi à. Mic mờ cam rẻ à? Hay quá nhờ. Một cú đổi chuyển với đổi dấu à. Anh em ơi, đầu buổi livestream mọi người nhớ like share các thứ nhá. Nhớ like, share, chúng ta notify các thứ để ủng hộ mình cái nhá. Ui, sao đã ra con này rồi. Con này 4 tiền khỏe quá, thôi cứ bắt nó lại đã. Chưa cần đam vội các bạn.
cần gì đam. Hãy cung mộng tối này, khi nó ghét thì nó sẽ hiệu ứng xấu nhá, còn khi chưa ghét thì chưa hiệu ứng gì nhá anh em nhá. Chưa ghét thì cứ thoải mái đi. Giờ xem mà không like share được không anh ơi à? Xin nguyên đây, làm như nào cho đúng tí nhở. Sao mùa mới chắc sẽ bị tối cổ à? Các bạn xem, các bạn tìm hiểu trên kênh của tôi là các bạn hiểu hết rồi tối cổ cái gì. À các bạn hiểu này, trứng rồng này, mỗi tơ nó đẻ ra một quả trứng này đấy. Các bạn nhìn thấy quả trứng chưa? Từ từ nó lổ nhá. Quả trứng này cứ từ từ nó sẽ lổ. Cảm ơn Trần Mạnh Tiến đã tặng 10 sao. Streamer tấu hài đây rồi. Lại cứ tấu hài, cứ tấu hài thôi. Kênh nghiêm túc vãi đái ra cứ bị gọi là tấu hài, đấy là kiểu gì? Bán hàng này eco tiền đi. Ui, tôi biết chơi rồi, sao ngày hôm qua bây giờ tôi master phiên bản này rồi. Chẳng qua là thua thôi chứ còn master là master. Hay Helion kẹp với cả cái đéo thì kẹp một con Wick vào, biết con Wick đép khỏe rồi cần cục thế không? Đấy, các bạn thấy chưa? Có đồ người ta xào mẹ luôn rồi này. Cứ có đồ rồi người ta xào luôn như này là hỏng rồi đấy. Bỏng bỏng con mẹ rồi đấy. Chơi hẳn 5 long tộc luôn, tí nữa mình cái này bán được nhá. Cái này trị giá là 1 vàng, các bạn thích thì các bạn bán. Nhưng mà các bạn cứ để chơi thì phải các bạn phải để đấy. Các bạn phải up cho đến khi nào nó to, nó nổ thì nó mới value, đúng không? Đừng có tham 1 đồng rồi bán nó làm gì cả. Đây này các bạn bán này được 1 đồng này, cái này bán 1 đồng này. Nhưng mà nó được 2 turn. Đến turn thứ 3 nó sẽ nổ. Em hãy cho em hỏi đây là kênh kỹ năng hay kênh tấu hài à? Đây là kênh tìm hiểu em nhá, đây là kênh học hỏi. Kênh ham học. Kênh rất ham học. Mùa nào mà anh Mạnh chẳng leo thách đấu, cứ cà khịa hỏi va vẩn. Đấy, các bạn thấy chưa? Tự lên 2 sao luôn, uy tín chưa? Uy tín quá. Bây giờ đấy, đang kiếm một con thiện xạ vào kick off cho nó khỏe. Hai sao luôn, thịt cần mẹ mày. Xịn thế nhờ. Xịn thế. Bây giờ chúng ta cứ tích tiền chúng ta up level thôi. Cái bát tiên này có vẻ được rồi. Bắn hai mục tiêu bên cạnh gây 60% attack damage thôi. Cái này được nha các bạn ơi, cái này để tí nó kết hợp với Sojin được ấy. Bởi nó bắn thêm 2 target thì nó sẽ lên mana nhanh hơn. Ít đam đi một tí cũng được, nhưng mà nó lại gây dễ gây stun nhiều hơn. Ôi mạnh Lucic ạ, ảo chưa? Cứ Lucic thế nhở. Chỉnh tiếng Việt đi, chưa chỉnh được tiếng Việt bạn ơi, chưa chỉnh được tiếng Việt nhá. Tôi sẽ dịch cho anh em, anh em muốn hỏi gì tôi sẽ dịch cho mọi người. Đấy, như quả này này, tuần sau mà nó nổ này. Xí nổ nổ. Đấy, ra thêm con Asè nữa là binh. À tên này là chất lổ các bạn ạ. À lổ rồi. Ôi dài ai dễ chưa. Cái này là tí làm Sojin này. Đấy. Up level cái này. Bắt con này đi. Ờ đi à. À hai con này vào sân nhở. Búp cho nhiều rác cho team cái. Bán này đi. Cảm ơn Hiếu Úc đã tặng 100 sao. Cứ nghe ông này bóc phét thôi hỏng hết. Hỏng hết cái gì mà hỏng hết nhở. Master the meta đây. Kẻ tìm hiểu meta hàng đầu đây. Cảm ơn Hiếu Úc nhiều nhá. Game sau Hiếu Úc có vào chơi không? Hiếu Úc vào chơi thì làm một cái gì, một cái động thái gì đấy để cho anh nhớ cái tên in game của Hiếu Úc đi. Coi chừng chỉ có tác dụng cận chiến thôi ý á. Đâu. Ôi chết rồi. The Bone Game Critical Strike but not apply on hit effect. Thôi xong rồi. Không được tính hiệu ứng đòn đánh à? Thế thì làm sao mà được hồi mana nhiều được? Hỏng rồi. Không được hồi mana nhanh hơn rồi. Nhám 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 các bạn ơi. Nhám 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 nhám. Nhám được, nhám được. Nhám là ok rồi. Binh. Ồ
Ôi, si vong này. Không muốn chơi Draven đâu các bạn ơi. Không muốn chơi Draven tí nào cả. Cảm ơn Tô Nguyên đã tặng 10 sao. Đêm sau cho em chơi với anh. Ok Tô Nguyên ơi. Cảm ơn Hiếu Úc đã tặng 50 sao. Hitman for Boss. Hitman for Boss gì đây? Nhìn đội hình lại thấy đời đi á. Đội hình này thế nào mà đời đi được. Đội hình này khỏe vãi nồi. Các bạn thấy đồ Damage chưa? Damage ảo chưa? Cái gì? Ok, các bạn ơi, các bạn thấy lắp như này còn át nhiều đam chưa? Nó bắn tay nhiều đam vãi nồi, 2500 đam. Kích cho nó cái thiện xạ nó, bắn nhanh. Ui, tôi tính cả rồi ấy. 72 máu nhận được nước mắt không? Cho cái nước mắt đi. Server này tôi không tự tin lọt khe lắm ấy. Ôi dễ thế. Con Zara ngon này, Zara nhặt về có quỷ thư làm vết thương sâu luôn. In game đấy anh ơi à? Ok Húc ơi à, anh nhớ mà. Ôi, anh nói với tôi chứ anh nhớ. X-Men for Boss à? Cảm đồng ý. Húc đã tặng 10 sao. In game đấy à. Ôi dễ chưa. Tôi bảo các bạn rồi, cái hệ này ấy, đánh chỉ cần up level thôi. Up level vứt chest vào hết. Công việc chúng ta chỉ có thế thôi. Up level vứt chest vào. Bây giờ kiếm đồ tanh cho con này. Con này tanh trâu vãi nồi ra. Sợ cái gì. Xong tí nữa chúng ta nở ra nốt con này 3 sao. Con này 3 sao. Ui, dư xăng. Chỉ up level. Anh em là muốn chơi cùng phải biết phải làm gì rồi đấy à? Thôi chả phải làm gì đâu. Ngồi xem hết game comment in game là được. Nói vui thôi. Hiệu Úc nó lại ra cứ để nó donate cho mình anh em ạ. Còn lại các bạn ai có tấm lòng thì donate thì không phải tới hả? Nên bán Varus củ lìn thế không nhở? Mẹ nó Varus kích hệ đấy. Tí dùng kim rẹt cơ mà. Đấy cần 3.5 up 7. Trời ơi 20 tiền. Nó lại là giàu. Mà tôi chỉ thu lúc đầu thôi. Bây giờ tôi lại xanh chín rồi. Ui, nó nở, chăm trứng nở chăm con. Đổ má con này 3 rồi nó vẫn ra nữa này. Chán thế. Thôi bán đi vậy. Đéo ai nuôi 4 sao làm gì. Giờ tôi cần Aspa thôi. Tôi cần Aspa. Cái bài này ấy, con Ash đang là Dam rồi. Còn chúng ta chỉ đánh bằng Dam Ash thôi. Nên là mình đang cần bù thêm tanh. Thì mình cho hai con củ lìn này vào này. Thì nó có tăng 100 giáp cho cả team. Bọn Iron Class này nó tăng, tăng 40 giáp cho cả team. 40 giáp cho cả team là ok rồi. Bây giờ có con Jack nữa mình cho thêm con Jack vào là tăng 100 giáp cho cả team. Team mình trâu là được. Về sau thích thì chúng ta kẹp thêm con Kinred. Thì chúng ta kẹp thêm một bí ẩn vào. Chúng ta chơi 3 Iron Class, 3 bí ẩn. À 2 bí ẩn. Như vậy là cũng ok rồi. Anh lắp cái củ nào thì ngon hơn nhiều giáp thần đấy à. Đấy nhưng mà lắp củ nào sợ mấy con này em ơi. Sợ mấy con củ lìn Sion này. Bởi vì nó móc ra sau đít mà. Nó có đánh được trước mặt đâu. Mấy con này nó hèn hạ lắm. Nó phải chuẩn nhá, nó phải chuẩn. Cài biệt hóa là vẫn thêm cái loke loke à? Đúng rồi bạn ơi. Bây giờ nếu như các bạn cài biệt hóa thì nó chưa dịch cho mọi người đâu nên mọi người đừng chuyển việt hóa vội. Người chưa hề ấp trứng mạnh gà mái à? Trăm trứng nở trăm con. Tới đấy. Ơ? Chưa nở à? Củ lìn này cũng chả khỏe hơn bao nhiêu cả, tốn tiền đấy. Cứ thay này đã. Nhỡ ra tiền mình bán này đi. Ở con này Nightbringer nó không kích cái gì trong bộ ấy hết á. Để hai con này thì có hai con redeem. Đấy. Thích thì thêm con redeem nữa. Chuẩn chưa? Vừa đủ tiền luôn.
Ok, làm dây chuyền chủ tội à? Ờ, con Varus 2 bắt tạm đi. Bắt Varus 2 đép tạm đi. Ờ, kiếm tiền up lên 8 được rồi. Cái này có thể là quỷ thư, cái này có thể là cuồng đao. Ờ, mình đang cần đồ tanh hơn. Quỷ thư thì con nào cầm nó value không ta? Con này CCAOE, con này CCAOE, con này cầm quỷ thư cũng được. Nhưng về sau bộ này không có nào cầm CC cả. Có con này này, con này về sau cũng CC à? À, con này cũng AOE này. Chắc làm dây chuyền thì đánh regen đi. Dây chuyền tí làm thêm quỷ thư. Quỷ thư tí con củ lìn này cầm. Có đồ là sao đi. Đặc tính của Long tộc là gì à? Đặc tính của Long tộc là cứ hết một tơn nó đẻ ra một quả trứng. Đẹp chưa? Bây giờ nếu ta nhặt một cái này thì phải đi nhá, phải đi chỗ nhá, phải đi chỗ không hết chỗ ấy. Ờ, mình sẽ lấy mấy quỷ thư ấy. Mình không biết là hiệu ứng quỷ thư bóng tối thì nó sẽ như thế nào. The Holder à, gây ít đam hơn à, nhưng mà đam đốt nhiều hơn à. Ui, 100% target maximum health thành đam chuẩn. Ui, cái này chuẩn vãi nổi luôn ấy. Cái này thì nó là đồ dành cho con Zyra thật rồi. Bởi vì con Zyra chỉ cần gây hiệu ứng khống chế thôi các bạn ạ. Gây vết thương sâu rồi đốt 100% máu trong 25 giây. Tức là mặc dù đam nó bé nhưng nó cứ đốt dần, mưa dần thấm lâu ấy, các bạn hiểu không? 25 giây mà các bạn bị hiệu ứng vết thương sâu thì các bạn coi như khỏi regen còn gì nữa. Chứ thôi đổi bên. Gặp cái bài của Lin Warwick này không đổi bên là hơi mệt. Bị giảm mất 50% đam đi các bạn ơi. Nhưng mà nó đốt hẳn 100% máu cơ. Nó đốt vãi nồi luôn. Mà hiệu ứng tồn tại trong 25 giây. Tức là vết thương sâu đấy nó sẽ tồn tại trong 25 giây đó mọi người. Tức là nó siêu value luôn. Nó là hợp với cả một con Zyra chỉ chơi theo đường búp. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kiki đây, anh đọc rồi, anh đọc rồi. Anh dùng cái ba tia này nó không stack. Ôi, mặn chưa? Ta cần tình yêu và tình yêu làm cho ta trẻ. Từ nhá, cho này cầm cung được đấy. Cho lên mana nhanh nhanh tí. Từ nhá, bây giờ mình đấm nhau vài top 1 này mình phải đổi bên đấy anh em ơi. Cho này sang bên này đi, cho CC nó dài một tí. Anh nhau với cái bài top 1 ấy, anh em mình đổi bên để cho cái này là CC dài. Ui, ông phải 850 tiền luôn. Mẹ motherfucking tiền. À, cái bài nó khỏe quá. Vết thương sâu đó. Rồi ôi, bài nó khỏe thế. Bài này nó khỏe thế nhở. Bây giờ mình chỉ có lên 8 thôi, mình roll chó đỏ ra được con Hammerdinger ấy là hết bài luôn đấy. Là mình sẽ stack được cái con Hammerdinger này vãi đái luôn. Tên này có Hammer đi, đúng rồi, cho mình bạn ơi. Đi chợ tên 2 có luôn, có luôn. Ui. Đi mẹ mày, con chó. Cả lò mày ăn cứt bò. Chó này. Miruku này, cả lò nó ăn cứt bò các bạn ạ. Cay vãi nồi.
Chó bài nó khỏe ở nó còn cái của mình ạ, à, liếm luôn. Cay thật. Cay nhờ. Mẹ mày. Nết lắm thế. Cảm ơn Nguyên Ngọ Anh Thư đã tặng 25 sao. Giữ sàn. Cảm ơn Nguyên Ngọ Anh Thư nhá. Cay chua các bạn thấy cay chua. Không sao, con át sắp lên 3 rồi, cứ từ trứng nở tự lên 3 các bạn, không phải roll đâu. Chẳng qua mình lên 8 thì mình roll con Heminger thôi. Tính ra con Taric này cũng ngon này các bạn này. Từ nhá. Bỏ tạm cái Iron Chat này đi. Để lấy cái Vedan ấy. Vedan này búp búp bất tử ấy. Cảm ơn Trần Mạnh Tiến đã tặng 10 sao. Đồ con chó. Đồ con chó, cay nhở. Cay chứ. Từ á, tôi này tôi phải kiếm một slot anh em ơi. Ôi, kiếm một slot không nó không nở trứng được mất. Ui, một con nữa biết thế để nguyên là lên rồi. Mẹ rồi sao ta? Chả lẽ lại chấp nhận chơi Zara 2 à? Darius này các bạn. Lắp lại nha, mình chưa muốn mua vội bởi vì mình lấy một chỗ để đẻ trứng đã. À mà tôi này không có trứng, tôi này không có trứng. Đúng rồi, tôi quái thì có trứng. Rồi, lên này ba nè, đỡ tốn slot của anh mày. Cuồng ngao giáp thiên thần cho nó thân thiện. Kéo luôn được rồi. Every life ends with us. Đây rồi. Hammer đi bạn ơi. Ủa ôi ra lắm đấy. Ôi giời, đánh 2 pro đi mạnh mèo ơi, vui vào lờ à. Ok bro, tí nữa nhá. Tí nữa tôi làm cái lobby đánh mấy anh em thích thì tôi 2 pro. Nó cũng đơn giản ấy mà. Với đan là mình còn thiếu con kêu đúng không? Át xe 3 rồi, khỏi nuôi thêm. Ui, ra này. Nhà chồng át à, làm át 4 được. Tôi muốn roll chó ra Heminger ấy. Mình định luôn chó ra Heminger ấy để kiếm luôn Heminger từ giờ cho đến lúc mình lên 9 ấy. Hơi tham ấy. Chứ tiếng Việt cay chưa anh Mạnh ơi à? Bình thường Fit ơi. Tiếng Việt cay chưa anh Mạnh ơi? Ok, cảm ơn Fit nhiều nha, cảm ơn Fit nha. Cay bình thường. Cay bình thường em ơi. Giờ phải làm quen với chứ hả? Những cái nỗi cay đi chứ. Mẹ con người đi, có phải lấy gì đâu mình mẹ phải để nó cay hoài được.
đéo luôn chó ra được cái con Hamburger nào cả để stack số ấy. Bây giờ Hamburger mình bỏ này ra này thì mình để được 5 cái fucking Dragonic này vào này các bạn này. Thôi bây giờ mình đi soi bài á. Con Zyra với cả con Ash của mình bây giờ nên để chung một hướng để mình tính là CC AOE cả một loạt luôn. Chẳng hạn như gặp 4 bài ở bên tay trái này thì mình để luôn con Zyra bên tay trái chỗ con Wolf về. Mà lòng cay cay cay, mà cay quá thì phải làm sao, cay lắm rồi phải làm sao. Đôi con chó. Ôi trời ơi, lớn lắm. Ê anh em ơi, tôi đang nghĩ về việc là thôi chắc tôi bỏ mẹ nó Draconic này đi ấy. Tôi bây giờ tôi chơi bài 4 thiện xạ tôi khỏe cực. Bài này nhá, xoay sang bài 4 thiện xạ cực kỳ khỏe luôn nhá các bạn nhá. Bây giờ chúng ta bắt lại Varus với cả con ấy là ok. Chúng ta đủ tanh, chúng ta bỏ bớt Draconic đi là chúng ta thêm được 1 tỷ thứ vào ấy. Chúng ta không thể để cho chúng nó lừa chúng ta mãi được. Nhắc lại một câu nữa là con người chứ phải con chó đâu mà cứ bị lừa hoài được. Đúng không? Đây là cái biến gì đây? À đây giáp gai. Làm ở cùng đao thôi, sao tích ấy, búp cho nhanh các bạn ạ. Con Volibear CC chiến anh dai nhở, chiến lắm em ơi. Tí nữa con Volibear thay con này này, CC vãi đái. Chứng từ tướng có ảnh hưởng đến chính trong kho không? Có chứ. Mình thì mình nghĩ là có bạn ạ. Quả là mình xoay sang 4 thiện. Ui, ông này có chơi trứng rồng không? Zyra 3 vậy. Hỏi sao đấy giờ trứng của mình đéo nở ở Zyra. Đấy, các bạn hiểu nhá. Là bởi vì cái nhà này nó Hyperon ấy. Nên là mình mở ra trứng rồng không có Zyra ấy. Các nhà cứ xếp bên tay trái này thì mình xếp bên tay phải đẹp quá rồi. Thôi mình up trứng đây các bạn ơi. Up trứng lên level 9 đây. Bài khỏe này còn thua nữa à? Này, cái thằng top 1 vừa rồi này. Ồ, Darius này. Rồi ôi CC nó là ngập mồm. Chơi đi. Ông chơi mẹ đi. Ông bắt Hamburger của tôi á. Chơi đi. Ôi ôi. Đánh giá bạn một câu nhá. Nó non. Thế cho nó vuông. Anh cảm ơn nhiều nhá. Em Mạnh có bài nào đánh không toang không chỉ em với. Ở server PB, server Việt em ơi. PB server Việt. Vĩ Đan đã tặng 1000 sao. A Mạnh có nài nào đánh không toang không chỉ em với. Em hỏi sơ PB sơ Việt anh còn biết chứ. Ôi trời ơi. Nó lại là ớt 3 sao đấy. Ớt ăng ăng. Hệ Dom thì có con kêu đúng không? Không, hệ Dom có con kêu. Vứt luôn. Làm chú ớt 3 sao cái nhờ. Nổ cái cho nó binh nhờ. Ôi giời, kêu để góc kia thì à. Đợi đi. Ôi giời, kêu với chúng tôi lì. Bất tử bạn ơi. Cứ kêu với chúng tôi lì. Ôi giời, Zyra cùng đao, Kindred cùng đao lên skill như cái máy. Đi. Đợi đi. Thôi đừng có khều sao người ta đã hỏi như thế rồi. Ơ kìa. Vấn đề là bây giờ người ta hỏi là server PB server Việt có gì nữa. Anh hỏi một câu rất chân tình là server PB server Việt. Em chỉ cần trả lời anh thôi, em không cần tặng sao anh luôn ý. Thì mà em cứ nghe cái lời thằng Sĩ Nguyên là hỏng luôn em ơi. Anh mẹ hôm nào có lịch lobby thế à? Chờ lâu lắm rồi à? Úi dồi ôi, cứ chờ lịch lobby thôi. Volibear này nó có CC anh em ơi. CC ngon. Này, tôi lắp huyết kiếm vào trong này không nhở? Để tôi thử nhá. Cảm ơn Hoàng Long đã tặng 17 sao. Về Việt Nam đi à ơi. Đi đấm nhau phát này mới rảnh thời gian này xem like à. Ôi giời ơi, cứ rủ về Việt Nam đấm nhau thôi. Về chỉ bị anh Mạnh đấm vêu hết cả mõm lên lại cứ rủ đấm nhau. Đéo búp được à.
trái 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 mẹ bà đuổi bên này láo chưa. À đuổi bên phải luôn, khốn thế. Đổi bên phải này, bố mày đéo biết đổi bên à? Đổi bên phải với tôi này. Gì không? Gì không? À, tôi nhầm ông ơi. Tôi nhầm ông ơi. Ông đổi bên phải hợp lý quá ông ơi. À, đau quá ông ơi. Mạnh trứng rồng đây Thành Cảm ơi. ơn Nguyễn Hoàng Thành đã tặng 50 sao. Anh mạnh trứng rồng. Mạnh trứng rồng đây em ơi, mạnh trứng rồng của anh em đây. Cái lùn mé thế này có khi phải lên level luôn. Lên luôn đi. Hammer. Đi cơ. Hammer đi cơ đâu rồi? Giờ chia tay đã đến. Rồi Hammer. Ôi. Ờ tôi xoay đấy, tôi xoay bài đấy. Tôi sẽ xoay qua xài 4 4 ẩn. À xài 4 4 thiện. Tầm này tôi lắp 4 thiện mà bài tôi khỏe lắm anh em ạ. Chẳng qua tôi đang múa cho anh em xem thôi chứ tầm này tôi lắp 4 thiện mà bài tôi khỏe lắm. Cảm ơn Nguyễn Thắng đã tặng 15 sao. Anh mạnh giấy rồng. Anh mạnh nó lại là ghê luôn, dãi rồng cái gì đấy. Thôi, đời đi rồi. Mẹ nó gọi con kim vẹt lên bắn mình, đồ chó phản chủ. Đấy, lên game phải xoay về top 1 chứ. Đấy, tôi hướng dẫn cho các bạn cách để xoay bài trứng rồng sang các bài khác để cày top, được chưa? Không ra Hammeringer, ta phải làm nhanh thôi. Ok, bây giờ chúng ta đánh nhau, bài bài phát sư là bài cuối đúng không? Lượm này đi, lượm này là khó khăn này. Mẹ nó nhặt như một con chó luôn rồi. Nở non, nở non. Ui tôi chết con đĩ mẹ mày rồi. Giống thua nhở? Ôi giời ơi. Bí ẩn này, từ từ. Xem con Zyra này. À đây đâu phải bài Zyra đâu, từ từ nhá, bài này xếp chung một bên được nhá. Tôi thắng rồi, thắng chắc rồi, thắng chắc rồi.
Thắng chắc rồi, xin mẹ nó game luôn rồi. Afe. Afe. Đéo có Afe, chết rồi. Không kịp đổi đồ rồi. Đổi đồ này cho kêu thì carry ngon luôn rồi. Đổi đồ cho kêu là easy top 1 rồi anh em ơi. Ôi, ôi bạn ơi nhảy đấy. Easy. Easy fucking game. Easy game. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thì mẹ mày easy fucking game. Uy tín chưa? Ôi trời ơi. Easy fucking game.